Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Video hôm nay của chúng tôi sẽ rất đặc biệt bởi vì có tới 2 chiếc Royal Oak Offshore được đem lên bàn cân. Nhưng mà có điểm đặc biệt khác là một trong hai chiếc này là không phải hàng thật, không phải là hàng chính hãng mà là hàng nhái. Vâng, thì bạn nhìn qua thì có thể biết cái nào là hàng nhái không ạ? Thật sự là nếu nhìn qua thì tôi cũng không thể phân biệt được. Bởi vì hai cái mẫu đồng hồ này được làm quá tinh xảo và rất là giống nhau, nhưng mà phải nhìn thật kỹ những chi tiết thật nhỏ bên trong thì chúng ta mới có thể thấy được sự khác biệt giữa hai chiếc đồng hồ, một là hàng thật và thứ hai là hàng nhái. Chiếc bên tay trái tôi đây là mẫu đồng hồ chính hãng, còn chiếc bên tay phải này là mẫu đồng hồ hàng nhái. Chúng ta sẽ không xét đến với bộ máy nữa mà chỉ cần xét đến những cái chi tiết hoàn thiện bên ngoài thôi và một số chi tiết giúp các bạn thể nhận ra đây là một chiếc đồng hồ hàng nhái. Thứ nhất, các bạn hãy để ý mặt số chiếc đồng hồ. Mặt số chiếc đồng hồ thì chúng ta có thể thấy được hai dòng chữ AP Audemars Piguet ở đây. Thì với chiếc hàng nhái này thì nó sẽ hơi bị ngả sang màu xanh chung với mặt số. Còn bên chiếc hàng thật thì nó vẫn giữ được màu trắng nguyên bản của nó. Chiếc thứ hai đó chính là cọc số ở góc 6 giờ và 12 giờ. Với một thương hiệu lớn như Audemars Piguet thì họ sẽ không có một thiết kế nào mà nó đi ngoài logic. Tại sao mà cái thiết kế này hai cọc số 6 giờ 12 giờ nó lại quá bé như vậy, trong khi ở đây thì nó thiết kế hợp lý hơn rất nhiều. Bên này chúng ta có thể thấy là cọc số góc 6 giờ sát với cả mặt số phụ góc 6 giờ và tương tự với 12 giờ, trong khi đó bên này thì mặt số phụ góc 6 giờ đã kết thúc khá xa và cọc số góc 6 giờ thì rất là bé, không thấy sự liên quan gì cả. Tiếp đến chúng ta hãy cùng nhìn vào hai cửa sổ chỉ ngày của hai chiếc đồng hồ. Cả hai cửa sổ chỉ ngày đều có kính lúp phóng đại. Nhưng có một điểm đặc biệt là chiếc đồng hồ bên tay phải của tôi thì kính lúp này lại không có tác dụng phóng đại và không có tác dụng làm cửa sổ ngày lớn hơn. Một thương hiệu lớn như Audemars Piguet sẽ không có một thiết kế nào mà không có mục đích cụ thể cả. Và với cái thiết kế mà có kính lúp nhưng lại không phóng đại thì nó là điểm bất bình thường và có thể giúp chúng ta phát hiện đây là chiếc đồng hồ nhái. Chúng ta hãy cùng nhìn một cách sắp xếp cái mặt số phụ trên mặt số chiếc đồng hồ. Do sử dụng bộ máy khác nhau, đây là cách sắp xếp mặt số phụ trên mặt số cũng có sự khác biệt. Như các bạn thấy trên chiếc đồng hồ thật thì mặt số phụ chỉ dây ở góc 12 giờ, trong khi đó hai mặt số phụ chronograph thì ở góc 6 giờ và 9 giờ. Nhưng mà trái ngược với đó thì ở bên chiếc đồng hồ nhái này, mặt số phụ chỉ dây lại ở góc 6 giờ, trong khi đó mặt số phụ chronograph ở góc 9 giờ và 12 giờ. Các bạn nếu mà quyết định mua một chiếc đồng hồ nào thì hãy nên tham khảo thiết kế mặt số phụ và để ý thật kỹ để xem cách sắp xếp mặt số phụ có sự khác biệt nào không. Có một điểm khác giúp chúng ta có thể phân biệt đâu là hàng thật và đâu là hàng nhái lại không nằm trên mặt số mà nằm trên bộ khóa dây của chiếc đồng hồ. Như các bạn có thể thấy, cả hai chiếc đồng hồ đều có khắc chữ AP là viết tắt của tên thương hiệu Audemars Piguet. Nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt giữa hai chữ AP này đúng không? Ở bên tay trái thì chữ AP được khắc sâu và rõ nét hơn rất nhiều, trong khi đó thì bên tay phải thì chữ AP được khắc rất là nông và những cái nét nhỏ bên trong thì không hề được hoàn thiện chi tiết một chút nào cả. Có một chi tiết nữa, nhưng mà thực ra chi tiết này sẽ khó nhận biết nếu mà bạn chỉ nhìn chiếc đồng hồ nhái. Đó chính là so sánh vết xước mờ trên vành bezel của hai mẫu đồng hồ. Các bạn có thể thấy bên tay trái của tôi chiếc đồng hồ cũng được hoàn thiện xước mờ, nhưng mà những đường xước nó sẽ mảnh hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì chiếc đồng hồ bên tay phải những đường xước rất là rõ, hẳn sâu lên trên vành bezel. Vì tất nhiên là do mức giá chênh lệch rất là nhiều nên độ hoàn thiện sẽ kém hơn là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà chi tiết này thì nếu bạn chỉ nhìn chiếc đồng hồ hàng nhái có lẽ bạn sẽ không phân biệt được và sẽ rất là khó phân biệt. Nhưng mà trên tay tôi hiện đang có hai chiếc đồng hồ nên có thể dễ dàng nhìn thấy hơn. Vâng, những chi tiết trên đây thì không có quá nhiều, nhưng mà hy vọng là cũng sẽ giúp được bạn phần nào phân biệt được đâu là một chiếc đồng hồ thật và đâu là một chiếc đồng hồ nhái. Để biết thêm chi tiết thì các bạn thể tham khảo website gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.